Chuồng nhìn cũng biết mới làm đúng không anh em? Làm mới đây mà mua cái tiếng với mua loa bên anh Thuận á. Ở trên mình cũng đi tìm hiểu này kia, mình lên Google, YouTube rồi mình gõ vô tiếng dơi này kia rồi. Rồi cái gặp được anh Thuận. Anh tư vấn nhiệt tình lắm, anh chỉ cái này cái kia rồi. Anh cung cấp cho cái loa với tiếng. Đó, mọi người nghe tét không? Là mình đang bắt tiếng dơi với anh đó. Đang gọi nó về. Nó mới nhanh vậy chứ lạ mà để không nó biết nào. Đấy, mừng lắm mọi người. Mới đây mà chơi về. Bữa nay bão hay gì đâu mà giờ mà vậy đó, tới thui. Đó, mọi người thấy không? Giờ mình về đó. Rồi, xong mà găm luôn rồi. Đó mọi người thấy không? Đó, giờ mình đang về. Mới làm mà nó về số lượng này vậy là mừng lắm rồi mọi người. Mấy tiếng dời ở bên anh Thuận với lò đồ của anh độ ngặt lắm. Xài rất hiệu quả. Không có nhiều tiền nha. Đây, mình đang bắt tiếng dời. Đây là cái remote nè. Remote của mình. À, nó quay cái remote nè. Sao tôi thui. Đó. Trong nhà mình điều khiển bắt đứng qua lại lớn nhỏ lặp lại rồi đủ thứ. Đến hồi mình sáng sáng thế mình leo mình lấy cái lò xuống cho mọi người coi nha. Đây. Đây là cái lò này. Cái lò này anh Thuận nè. Rất là gọn nhẹ. Pin hát một ngày luôn, chắc được 8 9 tiếng đồng hồ chứ không ít. Đây. Này. Mình xài nè, mình ở trong nhà mình điều khiển. Cái đầu nhất thiết ấy đâu nè. Nè đang hát phải không? Nè. Nè. Em bấm đứng lại nè. Không quên bật công tắc. Nè. Rồi, im. Phát. Đấy. Nó nhiều tiếng lắm nha anh em, mà tại em xóa bớt. Em chừa một tiếng một là tại vì em gắn chung với cái thẻ nhớ mà em đi bẫy chim á, cu vằn, cu lép đồ hôm bữa sợ quên nhấn nút lặp lại nè. Lúc này là lúc lặp lại. Quên nhấn nữa đi em hén nó cu chim gì nó kêu hén banh cái chuồng dơi luôn. Cho nên em sợ vậy em giờ em còn có một tiếng nè, em để nè. Chừng nào tiếng này không hiệu quả nó mới lấy tiếng khác. Đấy. Vậy đó. Này lớn nhỏ nè. Nè, nhỏ xíu luôn. Nè, lớn lên nè. Nè, thấy không? Bấm cái thấy không? Nè. Nè, nè. Âm lượng đó. Thấy không? Được rồi, mưa lâm râm luôn rồi. Nè. Sáng sớm mưa rồi. Tranh thủ vô hốt vào cái phần để giả. Thôi nghe mọi người để mình lại đây em quay cái phần của em của giờ cái cho mọi người coi sáng nè. Cũng vô cái được. Ủa, có con dơi quạ hay gì nó bự trời. Ô con dơi này phải đuổi nó đi rồi nó đậu vô luôn rồi con quỷ đó phần của em mọi người. Hôm mới nãy giờ hôm giờ nó ế được trên đây nè. Ngày cá ký á đây tới trưa em đang hốt đêm phơi là cá ký á đó. Đó thấy chưa mọi người, rất là tốt. Phân mình làm chuồng mình ở nhà dày ra bón cây luôn đỡ tốn tiền. Thôi chào cả nhà nha. Thôi lần sau cùng cũng cảm ơn anh Thuận nhiều nha anh Thuận. Giờ này thì 6:15 rồi thì dơi nó cũng sắp ra rồi thì nhưng có đem cái máy của anh Thuận ra đây nè, nhưng thấy giới thiệu cho mọi người xem thì đây là cái này mệt mình chỉnh tới lui hoặc lớn nhỏ hay tùy theo cái bài. Thì máy của anh Thuận thì hoạt động rất là êm luôn, hoạt động nếu mà liên tục thì 10 tiếng. À, nhân cũng có thử rồi đây, nhân mở lên cho mọi người xem. Này mọi người nhìn kỹ trên này nha, nếu mà nhân bấm số là nó sẽ có tới lui đó. Nó tùy theo bài, bài thứ nhất nè, bài thứ hai nè, bài thứ ba nè, bài thứ tư nè, bài thứ năm nè. Đó thì mọi người hãy mua ủng hộ giúp anh Thuận và bấm vào kênh Sang Bảy ủng hộ anh Thuận nha. Thì giờ này chắc cũng gần 6:30 rồi, dơi nó cũng sắp ra rồi mọi người.
Thì chuồng dơi là nó chiều dài chiều cao là nó tầm khoảng 9 đến 10 mét. Bề dài bề ngang của nhân thì bề ngang thì chân đó thì chân qua đó thì nó chân ở dưới thì mình làm cho nó rộng. Thì ở trên thì mình làm cho nhỏ lên, cũng như cái tâm thì dơi nó hạ xuống thì nó rộng thì dơi nó dễ đi ra. Giờ cũng dơi sắp ra rồi, chút dơi ra nhân quay tiếp cho mọi người xem nha. Đây dơi ra mọi người. Đây. Giờ nó ra mọi người thấy là nó đảo. Đó. Nó ra từ từ chứ nó không ra nhanh. Nó ra vô rất là nhanh luôn. Nó bay ra thì nó đáp với con muỗi thì nó vô rồi. Đó, mọi người thấy. Nếu mà mình muốn dơi nó về mau á thì mọi người treo máy của anh Thuận á là tầm khoảng 4 giờ sáng là lúc mà con dơi nó ăn rồi nó về ngủ nha mọi người. Đấy thì nó bay cũng khá là đông. Gần lại gần cho mọi người dễ thấy. Đấy thì nó không có ngại mình đâu. Thì mình cứ gần nó là nó đáp trúng mặt mình nè. Đó thì nó tuôn xuống thì nó rất là nhiều luôn. Một tuần mà được nhiều vậy là mừng lắm rồi Thuận ơi. Thì cũng cảm ơn anh Thuận nhiều nha. Đấy mọi người thấy. Đây thì ở ngoài trời thì nó bay hơi xa thì mọi người thấy không rõ chứ nó như vậy là cũng mừng lắm rồi. Đây. Đó, nó ra vô rất là mau luôn. Rồi mọi người nhớ chủ, nếu mà có ai có làm chuồng dơi thì mình cứ chú ý là mình phát quang xung quanh nha, mình đừng để cho nó có cỏ hay nhiều nha, vì gắn nó lên là dơi nó đi liền mọi người. Thì bên đó thì có trồng tràm thì đất của người ta thì mình không nói được, nhưng mà vòng vòng đây thì nhân thì làm sạch rồi. Đó thì cái chòi đó thì nhân lá dự trù. Ấy nó ra chưa hết đâu mọi người, nó ra còn lai gai nó còn rung lá cho nên rất là nhiều. Nếu mà như vậy là giờ này là tầm khoảng 6:20 thì hôm qua thì có 6:30, hôm qua mình ra đây thì 6:30 nó mới ra đi ăn. Này nó đi ăn nó không có ở đây đâu, nó cứ ăn xa lắm. Nếu mà dơi nó đã về rồi thì mọi người cứ yên tâm không sợ dơi đi nha. Chỉ có sợ là gắn lên thì nó mới đi thôi. Chứ có một cái là ở đây thì nó có con chim thầy bói. Ở đây người ta gọi là con bù cắt á. Là nó chuyên gia là nó đảo nó đớp con dơi này nè. Mọi người cứ nên cẩn thận nó. Thì nó rất là nhanh luôn, dơi nó cũng dơi không làm không lại đâu. Nếu mà nó chịu gượt dơi rồi thì chắc chắn con dơi nó phải chết. Nên mình hồi nãy mình cũng có đem một cái ná theo để mình coi có nó thì mình bắn. Hôm qua mình có bắn trúng một con, bắn trúng nó kêu rồi, nhưng mà mình không có, tối quá mình không có kiếm nó nên là thôi mình quyết định bỏ nó vô. Nói ra thì vậy không hết mau đâu. Nó cứ gà lại gà vậy đó mọi người. Chứ nó nếu mà nó gà nhiều quá là nó tuôn một cái là nó đụng cột là beng beng luôn. Thì nó đau, nó không có gà nhiều. Rồi video thì cũng hơi dài, nhân xin kết thúc. Thì cuối video thì nhân cũng xin cảm ơn Thuận rất là nhiều.
Mọi người nhớ đăng ký vào kênh Săn Bẫy của anh Thuận nha. Thì cuối video thì Nhân cũng xin chúc cảm ơn anh Thuận. Thì chúc anh Thuận dồi dào sức khỏe và mua bán đất anh Thuận ơi. Rồi nếu mọi người thấy hay thì anh Thuận có chia sẻ, mọi người thấy hay thì like và chia sẻ giúp anh Thuận nha. Rồi Nhân xin chào mọi người. Chào anh Thuận luôn nha anh Thuận ơi. Đó, nó bay ra, anh em thấy rõ không? Nó bay ra đó. Con này có nghĩa là con dơi đầu đàn phải. Nó bay ra coi có trời mưa hay này kia không á. Đó, nó giờ nó ra đó anh em. Đó, nó tổ ra đó anh em ơi. Nó. Nó chở một góc thôi nha anh em. Đó. Mới một tuần mình treo máy anh em, hiệu quả cũng tốt á. Cái này là cái thành quả của cái máy túc dơi của ông, cảm ơn anh Thuận phải không? Nó một tuần nó về á, được khoảng vài chục con á, mà tại vì cái thời gian mình ấy nó không có đúng giờ như anh Thuận chỉ nữa, tại mình cũng đi làm phải không? Mình đi làm nhiều khi mình cũng làm sai giờ. Anh Thuận chỉ như khuya 4 giờ sáng, 4 giờ sáng là mình ra mình treo. Cho tiếng máy kêu anh em, cho dơi nó đi ăn về là nó ghé vô chuồng mình ở luôn. Mình chỉ mua một tuần thôi mà mình chỉ treo có 4-5 ngày thôi, tại thời gian đi làm này, bữa có đi về quê nữa, về xứ 2 ngày nữa. Hiện tại thì dơi mới về nên nó chỉ ở một phía một góc thôi nha anh em. Nó chỉ ở một góc bên đây thôi. Tại mình mới có mua máy một tuần à. Đây anh em thấy phân dơi nè. Cái dũng tròn này là mình tụ lại hôm qua, còn cái này là ngày hôm nay nè anh em. Nó tầm khoảng 5-60 con á. 5-60 con hơn, mình không để ý chính xác nữa. Đây, hôm nay mình có đem cái máy của anh Thuận ra cho giới thiệu cho anh em coi nha. Cái máy này là nếu mà mua nguyên si về của anh Thuận bán là nó có cái vỏ nó nha anh em, cái vỏ treo với lại cái thẻ nhớ. Mà theo hướng dẫn của anh Thuận thì mình làm vậy nè. Cái này cái băng keo nha anh em, băng keo mình che cái bóng đèn lại, khi nó mình trôi treo lên tối á, đèn nó chớp nhiều khi dơi nó sợ nha anh em. Này anh Thuận cũng hướng dẫn. Anh em mà có nhu cầu mua máy cứ liên hệ anh Thuận. Anh chỉ cũng nhiệt tình lắm anh em. Đây mình mở thử tiếng cho anh em nghe. Nó có 5 bài. Mỗi bài nó cũng là tiếng dơi kêu mà mỗi bài có mỗi tác dụng nó khác nhau, nó tùy tháng tùy mùa nha anh em. Mình mở lên nha. Music mode. Đó anh em nghe rõ không? Đây là bài thứ hai, bài thứ ba nè. Mình có cái đầu mod nha anh em. Mod mình gạt xuống là nó điều khiển này mấy trăm mét nữa nha anh em. Ở trong nhà mình nó có cái chòi nè, mình ở trong chòi mình bấm ra không, không cần ra tới ngoài. Ví dụ mình muốn chuyển bài đây, mình bấm vô cái nút này đây. Đó, nó có 5 bài đây nha anh em. Nó, anh em nghe rõ không?